Chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả. Và thưa quý vị, là cụm từ biến đổi khí hậu đã được nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây. Trên phạm vi toàn cầu thì bên cạnh khủng bố và an ninh mạng thì biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức an ninh phi truyền thống lớn nhất ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia. Trong đó thì nông nghiệp sẽ là lĩnh vực mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu thì Việt Nam của chúng ta cần làm gì để ứng phó và thích nghi với những thay đổi diễn ra ngày càng khốc liệt, đặc biệt là trong tình hình mới. Khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, ông Trần Đại Nghĩa đến từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn sẽ có những chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới ngày hôm nay. Xin kính chào các quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, là biến đổi khí hậu được nhận biết thông qua sự gia tăng nhiệt độ trung bình bề mặt của trái đất dẫn đến hiện tượng là nóng lên của toàn cầu. Vào năm 1990 thì các nhà khoa học của Ủy ban Liên Quốc gia về biến đổi khí hậu đã cảnh báo rằng là nhiệt độ bề mặt trái đất trung bình sẽ tăng lên từ 0,3 cho tới 0,6 độ C trong vòng 100 năm tới. 10 năm sau thì IPCC dự báo rằng là hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ tăng khoảng 1 độ vào năm 2025 và nước biển sẽ dâng thêm 20cm vào năm 2030. Tuy nhiên thì giờ đây thực tế diễn ra còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ là nhân loại không còn thời gian để chờ đợi hết báo cáo này đến báo cáo khác nếu như mà chúng ta không chung tay hành động để cứu trái đất trước khi quá muộn. Mới đây thì Liên Hợp Quốc đã xác nhận là loài người đang phải đối mặt với nạn đói đầu tiên trong lịch sử do tác động phát thải khí nhà kính gây ra. Trong lịch sử, các nạn đói được tạo ra bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố như là sâu bệnh, thiên tai, chiến tranh, tham nhũng và chính trị. Nhưng mà nạn đói lần này ở Madagascar được xác định là bắt nguồn từ chỉ một nguyên nhân duy nhất, đó chính là biến đổi khí hậu. Đây là những hình ảnh vừa mới được ghi lại tại Madagascar, một quốc đảo nằm ở Đông Phi. Điều dễ nhận thấy nhất chính là những hoang mạc khô cằn, nguồn nước cạn khô, làng quê nghèo đói và những đứa trẻ thiếu ăn. Thậm chí, quần áo mặc trên người cũng chấp vá từ các bao gạo cũ, vốn là hàng viện trợ từ năm ngoái. Chúng cháu ăn lá và rễ cây dại, cũng chẳng có củ đun, cứ cho vào nồi, rồi đổ nước lên, mà ăn sống thôi. Cháu ước gì mình có quần áo mặc, có dép để đi. Nhưng đầu tiên, cháu ước có cơm ăn. Madagascar đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hứng chịu nạn đói, mà Liên Hợp Quốc gọi là nạn đói đầu tiên gây ra do hậu quả của biến đổi khí hậu. Quốc gia này đang phải đối mặt với đợt hạn hán kéo dài nghiêm trọng nhất trong 4 thập kỷ qua. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo, biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng lương thực ở Madagascar trở nên nghiêm trọng hơn. Điều đáng nói, quốc đảo này tạo ra chưa đến 0,01% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Cách đây 6 năm, Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu chấm dứt nạn đói trên thế giới vào năm 2030. Nhưng với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, dịch COVID-19 phức tạp, thì mục tiêu ấy giờ còn trở nên khó khăn hơn. Tháng 8 vừa qua, một báo cáo về khí hậu của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra thế giới đang đứng trước báo động đỏ về biến đổi khí hậu. Báo cáo do hơn 200 nhà khoa học đến từ 65 quốc gia trên thế giới cùng chung tay nghiên cứu. Họ đã miệt mài làm việc trong suốt hơn 3 năm để tổng hợp và đánh giá hơn 14.000 nghiên cứu khoa học về khí hậu. Do tình trạng nóng lên toàn cầu, những đợt nắng nóng cực độ trước đây xảy ra 50 năm một lần, thì giờ đây có thể xảy ra một lần trong 10 năm, trong khi mưa lớn và hạn hán trở nên thường xuyên hơn. Nắng nóng và cháy rừng ở Bắc Mỹ, lũ lụt bất thường ở châu Âu, hạn hán ở Brazil và những đợt mưa lũ lịch sử nghìn năm có một tại Trung Quốc và Nam Á đã cho thấy mức tàn phá ngày càng nghiêm trọng hơn khi khí hậu thay đổi. Các ước tính mới cho thấy, nếu khí nhà kính tiếp tục tăng với tốc độ hiện tại, các khu vực rộng lớn có nguy cơ rơi vào điều kiện khí hậu không thể trồng cây lương thực. Có một sự thật không thể chối cãi, đó là những hoạt động của con người đã góp phần làm cho khí hậu thay đổi, khiến các hình thái thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên và với mức độ nghiêm trọng hơn. Mọi khu vực, mọi vùng miền trên trái đất đều chịu tác động của biến đổi khí hậu.
Theo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, 20% sản lượng trồng trọt và 18% sản lượng chăn nuôi của thế giới bị đe dọa nằm ở các nước có khả năng chống chịu kém với những thay đổi của khí hậu. Tại châu Á, khu vực cung cấp lương thực chủ yếu của thế giới, nông dân, đặc biệt là các hộ tiểu nông, đang phải chịu áp lực lớn của biến đổi khí hậu. Những thách thức này đe dọa đến sinh kế, giảm khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và tính bền vững của nguồn cung thực phẩm. Theo nghiên cứu của tổ chức CropLife châu Á, đối với nông dân trên toàn khu vực, thì các tác động của biến đổi khí hậu chính là thách thức đáng quan tâm nhất đối với sản xuất lương thực tại Đông Nam Á. Vâng, thưa ông, xin ông có thể cho biết và chia sẻ với chúng tôi rằng là tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra khốc liệt như thế nào trên quy mô toàn cầu nói chung và tại Việt Nam của chúng ta nói riêng ạ? Như bạn vừa trao đổi, thì như vậy cái tình trạng biến đổi khí hậu mà theo báo cáo của IPCC ấy, nó diễn ra ở mức độ ngày càng nghiêm trọng, và bây giờ mình coi như là một cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu chứ không gọi là một cái hiện tượng nữa. Và cái biến đổi khí hậu nó được thể hiện qua hai cái hình thái chính. Cái hình thái thứ nhất là nó thông qua các cái hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như là hạn hán, rồi là mưa lũ, rồi là nước xâm ngập mặn, rồi băng tan. Thế rồi có những cái hiện tượng nó gọi là diễn biến chậm, ví dụ như nước biển dâng là thuộc dạng biến chậm, rồi thay đổi cái nhiệt độ trung bình. Và các hiện tượng thời tiết cực đoan thì nó diễn ra ngày càng nghiêm trọng về tần suất, về cường độ, về mức độ tác động, rồi về cái tính bất định của nó. Cho nên là cái ảnh hưởng của nó ngày càng nghiêm trọng, mà như bạn vừa trao đổi là cái nạn đói đầu tiên mà do biến đổi khí hậu gây ra đã xảy ra ở Madagascar. Và không chỉ có ở Madagascar đâu, ngay cả ở một số cái nhiều nước khác, ở ngay cả những cái vùng như là những cái nước phát triển ở châu Âu cũng đã có những cái hiện tượng mà do tác động của biến đổi khí hậu có thể là gây ra những nạn đói cục bộ. Vâng, ngoài những cái tác nhân về tự nhiên thì theo ông, con người chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái sự biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt ở trên thế giới? Cái biến đổi khí hậu ấy thì theo định nghĩa nó là cái quá trình diễn biến thay đổi của các cái điều kiện, các cái gọi là hiện tượng thời tiết khí hậu trong một thời gian dài, có thể do các cái tác động tự nhiên bên trong bên ngoài hoặc là do tác động của con người. Lấy như thế này để thấy là con người gây ra bao nhiêu phần trăm. Nếu mình so sánh với cái thời kỳ tiền công nghiệp ấy, cái phát thải khí nhà kính, tức là cái nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu ấy, thì thời kỳ tiền công nghiệp là khoảng độ 9,3 tỷ tấn các cái chất phát thải khí nhà kính, thì đến thời điểm năm 2019 nó là 365 triệu tỷ. Như vậy là con người đã, nếu như chúng ta lấy cái mốc của thời kỳ tiền công nghiệp là cái phát thải tự nhiên, thì con người đã đóng góp khoảng trên 70% các cái cho phát thải khí nhà kính, cả những cái yếu tố gây ra biến đổi khí hậu. Vâng, như vậy là chúng ta thấy có một thực tế rằng là Madagascar là quốc gia đầu tiên được đánh giá là trở thành một nước nghèo đầu tiên do biến đổi khí hậu và được Liên Hợp Quốc công nhận. Và theo ông thì cái thực tế này nói lên điều gì ạ? Cái thực tế nói lên một điều rằng là chúng ta đang phải đối mặt với một cái thách thức rất là lớn mang tính toàn cầu. Và cái thách thức này, như tôi nói, nó trở thành một cái khủng hoảng nếu nó lại bị tác động bởi một số cái yếu tố khác, ví dụ như dịch Covid vừa rồi chẳng hạn, thì nó làm cho những cái tác động này nó nhân lên gấp bội. Theo thống kê của FAO đấy, năm 2020 á, thì có khoảng trên 130 triệu người đói nghèo, thêm vào với con số khoảng gần 700 triệu người thường trực. Và trong đó thì có khoảng 135 triệu người là ở trong cái tình trạng thiếu an ninh lương thực trầm trọng. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái cuộc khủng hoảng này là cái cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, và nó thấy cái tác động rất là to lớn, nó làm ảnh hưởng đến hòa nhiều cái hoạt động đời sống, phát triển kinh tế xã hội của cả loài người. Như vậy là chúng ta thấy rằng là biến đổi khí hậu đã khiến cho nạn đói ở trên toàn cầu trở nên trầm trọng hơn, và tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng tới an ninh lương thực trên toàn thế giới, và đây sẽ là rào cản đối với cái công tác xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới, đúng không ạ, thưa ông? Đúng vậy. Như tôi nói thì như năm 2020 thì nó đã cộng thêm vào cái danh sách những người bị nghèo đói hoặc là bị thậm chí là bị chết đói đến hàng trăm triệu người. Thế thì cái biến đổi khí hậu, cái tác động biến đổi khí hậu mà cái ví dụ ở Madagascar là một trong những ví dụ rất là hiện hữu. Nó tác động để nhìn thấy là cái tác động của biến đổi khí hậu nó đến cái công cuộc xóa đói giảm nghèo nó khó khăn đến mức nào. Bởi vì nó làm trầm trọng thêm cái, và nó làm một cái thách thức rất lớn ngay cả đối với Việt Nam về cái công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tôi lấy ví dụ như cái tác động của các cái thời tiết cực đoan năm 2017
thì nguyên lương thực của Việt Nam ấy, lúa đã bị sụt giảm khoảng độ 800.000 tấn, tức là nó tương đương với lượng lương thực đủ ăn cho khoảng 5 triệu người trên vòng một năm. Như thế chúng ta thấy rằng nếu như theo cái đánh giá thì chúng ta không có những biện pháp tích cực thì cái đóng góp cho nền kinh tế của chúng ta có thể suy giảm lương thực đến khoảng hàng chục phần trăm, cái mức giảm do các cái tác động của biến đổi khí hậu. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị, là không nằm ngoài vòng vây biến đổi khí hậu, Việt Nam đã chứng kiến các sự kiện thiên tai khốc liệt và dị thường chưa từng có. Trong vòng 2 năm trở lại đây, thiên tai diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp như là nước ta. Đặc biệt là Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Để ứng phó với tình hình, rất cần có những chiến lược tổng thể và những giải pháp cụ thể. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2020 ghi nhận hơn 570 trận thiên tai tại 49 tỉnh thành, bao gồm cả bão, dông lốc, mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, hạn hán, 291 người thiệt mạng, 66 người mất tích và 876 người bị thương, nửa triệu ngôi nhà bị sập, ngập, hàng trăm nghìn hecta lúa và hoa màu mất trắng. Ước tính thiệt hại về kinh tế là hơn 37.400 tỷ đồng. Riêng mưa lũ miền Trung là gần 33.000 tỷ đồng. Năm nay dù không nghiêm trọng như năm ngoái, song những ngày qua, tổng lượng mưa ở một số tỉnh miền Trung đo được là khá lớn. Nhiều khu vực đã vượt quá khoảng từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, trong đêm 22 đến 23 tháng 10, lượng mưa đo được lên tới 532mm, vượt qua kỷ lục mưa cách đây 12 năm. Trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt và hạn mặn bất thường xảy ra thường xuyên hơn, mới đây, Cục Trồng trọt và Chương trình Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Nông nghiệp và An ninh Lương thực, khu vực Đông Nam Á và các địa phương phối hợp xây dựng và ứng dụng bản đồ rủi ro và kế hoạch với biến đổi khí hậu CSMAP ở 43 tỉnh thành thuộc 5 vùng sinh thái của Việt Nam. Và xác định được cả những cái nguy cơ tự nhiên và cả cái nguy cơ nhân tạo trên từng cái địa bàn. Và sau khi thực hiện ở tỉnh thì chúng tôi cũng tiến hành đến cấp huyện để thực hiện một cái mục tiêu kép, tức là vừa nâng cao được năng lực của các cái cán bộ phụ trách nông nghiệp ở địa phương và cũng vừa cập nhật được thêm các cái dữ liệu của bản đồ hàng năm. Xây dựng các bản đồ vùng ảnh hưởng ở những nước dễ tổn thương ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, một quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, cần liên tục phải có những sáng kiến đổi mới, tạo điều kiện cho các quốc gia tránh được những thiệt hại khi dựa vào những bản đồ vùng nguy cơ cao. CSMAP là một phương pháp tiếp cận có sự tham gia, tích hợp kiến thức địa phương với nghiên cứu khoa học để xây dựng bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. CSMAP đã được triển khai có hiệu quả tại 5 vùng sinh thái của Việt Nam nhằm giúp nông dân giảm thiểu và ứng phó với rủi ro khí hậu như lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn. Thưa ông, là với những thiên tai mà nước ta phải gánh chịu trong những năm vừa qua đã thể hiện một thực tế rằng là thiên tai thì ngày càng trở nên khốc liệt và chúng ta thì cũng phải chịu rất nhiều những tác động của biến đổi khí hậu. Và điều này thì đe dọa gì tới mục tiêu là xóa đói giảm nghèo của Việt Nam chúng ta nói riêng và cái mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam nếu mà chúng ta không có một cái kế hoạch tổng thể với một cái tầm nhìn dài hạn hơn với việc là thích ứng với biến đổi khí hậu ạ? Cái thách thức của biến đổi khí hậu ấy thì cái thách thức lớn nhất đối với ngành nông nghiệp ấy đó là cái thách thức liên quan đến việc chúng ta làm cho cái tình trạng chậm trọng hơn cái công cuộc xóa đói giảm nghèo của chúng ta, mặc dù chúng ta đã có những thành công nhất định, nhưng nếu chúng ta không có những cái biện pháp chủ động thích ứng tích cực ấy, thì theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì chúng ta có thể là làm giảm cái suy giảm đóng góp cho GDP đến khoảng 2% từ ngành nông nghiệp, và đặc biệt ấy là nó có thể cái sản lượng rồi là những cái tác động đến kinh tế nông nghiệp ấy nó có thể giảm so với cái đường cơ sở khoảng độ 13% so với đường cơ sở vào năm 2050. Như vậy những cái tác động đấy thì nó vừa ảnh hưởng đến cái công cuộc xóa đói giảm nghèo, tức là về mặt xã hội, và vừa ảnh hưởng đến cái đảm bảo cái duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cho nên đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp rất tích cực. Theo cái báo cáo mà chúng ta trình lên công ước khung của Liên Hợp Quốc ấy về biến đổi khí hậu đấy, thì là cái chi phí cho thích ứng biến đổi khí hậu nó sẽ chiếm vào khoảng từ 3 đến 5% GDP của Việt Nam vào năm 2030. Vậy thì chúng ta đã có những kế hoạch như thế nào trong cái việc mà chống lại biến đổi khí hậu, những kế hoạch tổng thể, kế hoạch trước mắt và cả những kế hoạch căn cơ dài hơi ạ? Chúng ta có cái chiến lược quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu năm 2011-2020. Và sau khi mà có cái chiến lược quốc gia đó thì ngành nông nghiệp đã có cái kế hoạch
thích ứng với ứng phó với biến đổi khí hậu lần thứ nhất, tức là giai đoạn 2011-2016. Sau đó thì đã cập nhật cái kế hoạch đấy cho 2016-2020 và bây giờ chúng tôi đang hoàn thiện để cập nhật cho giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Về tổng quốc gia thì chúng ta có cái quyết định phê duyệt cái kế hoạch ứng phó thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia, cái quyết định 1055 của Thủ tướng cho giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Như vậy là về phía Việt Nam nói chung và ở ngành nông nghiệp nói riêng ấy thì đã có những cái kế hoạch để chỉ ra những cái tầm nhìn dài hạn để đưa ra những cái biện pháp thích ứng một cách bài bản trong cái cho cái hoạt động chung của ngành. Chúng ta thấy rằng là có một nghịch lý ở đây rằng là biến đổi khí hậu thì đang ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp tại nước ta, nhưng mà trên thực tế ngược lại thì cái việc sản xuất nông nghiệp tại nước ta cũng đã thải ra một cái lượng khí thải lớn, và tất nhiên là điều này thì cũng đã một phần tác động tới biến đổi khí hậu. Và theo ông thì chúng ta cần phải chuyển hướng nông nghiệp xanh như thế nào để chúng ta có cái sự hài hòa giữa nông nghiệp và cái công tác chống biến đổi khí hậu tại nước ta? Đúng, bạn nói đúng là ngành nông nghiệp cũng là một cái ngành mà vừa bị chịu tác động của biến đổi khí hậu nhưng cũng là cái nguyên nhân để đóng góp cho cái biến đổi khí hậu. Thì ngành nông nghiệp theo cái kiểm kê mới nhất năm 2016 thì ngành nông nghiệp phát thải ròng khoảng độ 41,1 triệu tấn. Trong đó thì phát thải là khoảng 88,6 triệu và hấp thụ khoảng 37,5 triệu. Như vậy là ròng thì khoảng 41 triệu, chiếm khoảng 13,9%. Và để làm được việc đấy thì cái hướng mà phát triển xanh, phát triển bền vững rồi là một trong những cái tất yếu. Và đã được khẳng định ở trong các cái cuộc đàm phán hoặc là những cái cuộc đối thoại chính sách cao cấp về chuỗi lương thực gần đây của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thậm chí của Chính phủ. Và cái hướng chuyển đổi đấy là một cái hướng chuyển đổi tất yếu. Thì chúng ta vừa làm thế nào đảm bảo được cái mục tiêu kép. Tôi lấy ví dụ như là một trong những cái thành phần khí phát thải lớn ở ngành nông nghiệp, đó là methane, là một trong ba các loại khí đóng góp cho phát thải khí nhà kính. Nông nghiệp chiếm khoảng 75% là khí methane trong tổng phát thải của ngành nông nghiệp và nó chiếm khoảng 62% tổng phát thải methane của quốc gia. Như vậy thì nhưng mà khí methane nếu chúng ta được sử dụng, tái sử dụng nó thì nó có thể trở thành năng lượng, nó có thể dùng để đốt nóng vân vân, nguồn nguyên liệu sinh học. Như vậy nếu chúng ta sử dụng ví dụ như là các cái giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi chẳng hạn, bình khí bioga, các hầm khí bioga, thì chúng ta đạt được cái mục tiêu kép, vừa đảm bảo cái xử lý được môi trường, giảm phát thải khí nhà kính nhưng nó lại đóng góp cho tăng trưởng. Rồi các cái chuyển đổi xanh khác, ví dụ kinh tế tuần hoàn cũng như vậy, thì cái hướng đấy là cái hướng mà chúng ta thấy là có những cái cam kết rất là mạnh mẽ gần đây. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị và các bạn, những tác động nghiêm trọng của khí hậu lên toàn bộ hệ sinh thái cũng như là nguồn cung lương thực của thế giới đang tạo ra những thách thức vô cùng lớn đối với chính phủ các nước. Cũng chính vì vậy mà những kỳ vọng của người dân trên thế giới và giới khoa học vào hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về khí hậu COP26 vừa chính thức bắt đầu tại Anh càng được chú trọng. Thế nhưng mà trước những khó khăn hiện nay thì liệu những mục tiêu đặt ra có thể đạt được hay không? Thậm chí là hội nghị quy tụ đại diện đến từ 196 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ không đạt được những thành công nếu như các nước tiếp tục không thực hiện các cam kết chống biến đổi khí hậu của mình. Tình hình khí hậu hiện nay là tấm vé một chiều dẫn tới thảm họa. Đây chính là cảnh báo được Tổng thư ký Antonio Guterres đưa ra trước thềm hội nghị khí hậu COP26. COP26 đang đứng trước nguy cơ thất bại rất lớn. Nếu chúng ta không thay đổi hướng đi và hành động, một lần nữa, tôi muốn truyền đi thông điệp, chúng ta cần phải có những hành động mang tính quyết định và chắc chắn ngay từ bây giờ để đảo ngược các thảm họa khí hậu. Vì vậy, chúng ta cần phải có sự đoàn kết, cùng chịu trách nhiệm để đưa thế giới quay trở lại hướng đi đúng. COP26 được cho là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lớn nhất kể từ hội nghị lịch sử COP21 tại Paris năm 2015. Kể từ hội nghị COP21, thế giới vẫn phải loay hoay đối phó với tình trạng nóng lên của trái đất khi các cam kết về cắt giảm khí thải carbon không được tuân thủ nghiêm túc, nhất là những nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hàng đầu thế giới. Mỹ và 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU đặt ra mục tiêu cắt giảm khí thải mạnh mẽ hơn trong năm nay. Tuy nhiên, các quốc gia khác chịu trách nhiệm cho khoảng một nửa lượng khí thải trên thế giới vẫn chưa đưa ra các kế hoạch cắt giảm cụ thể nào, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út.
Không những thế, 10 ngày trước khi hội nghị COP26 chính thức diễn ra tại Glasgow, Anh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận là sẽ không tham dự hội nghị COP26. Nga hiện là nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ tư thế giới và cũng là một trong những nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu thế giới. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây, tại Glasgow, thực sự rất khó khăn nếu không có hành động từ tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nền kinh tế lớn nhất, thì những nỗ lực đã đạt được từ trước đến nay có nguy cơ trở nên vô ích. Trước đó, tháng 12 năm 2015, sau rất nhiều nỗ lực, cộng đồng quốc tế đã được thỏa thuận về khí hậu, thống nhất về mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá từ 1,5 độ C đến 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Thỏa thuận này được giới chuyên gia đánh giá như là một bước tiến lịch sử. Tuy nhiên, 6 năm sau, tại COP26 đang diễn ra, những kỳ vọng về việc đạt được cam kết càng trở nên khó khăn. Những nỗ lực về cắt giảm khí thải hiện nay chưa đủ để cứu trái đất khỏi những nguy cơ tồi tệ hơn nếu không có các hành động nghiêm túc của các nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là những nhà vô địch về lượng khí thải phát ra gây hủy hoại môi trường và khí hậu. Thưa ông ạ, năm 2015 thì hội nghị COP21 đã đặt ra mục tiêu là giữ cho trái đất không tăng quá từ 1,5 độ C cho tới 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Song thực tế thì đang diễn ra ở trên thế giới cho thấy rằng là chúng ta vẫn chưa thực hiện được việc đó. Và việc này thì càng trở nên bấp bênh hơn. Và theo ông thì cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra liệu có khả thi hay không ạ? Cái năm 2015 là một cái mốc rất là lớn để chúng ta... thế giới ngồi lại với nhau, và năm đấy là chúng ta có những cái thế giới đã có những cam kết, 196 nước đã cam kết ở cái thỏa thuận Paris. Và cái cam kết đấy tôi nghĩ thời điểm đấy là xác định là cũng khá là tham vọng. Thế nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là thông báo với bạn là ngày hôm qua theo thông báo mới nhất của IPCC á, thì tổng cả ba cái loại khí là khí CO2 tức carbonic, khí CH4 là khí metan và khí NO2 đều tăng, hiện tại đều đạt đỉnh ở năm 2000. Như vậy là cái mục tiêu chúng ta đặt ra của năm 2015 ấy, chúng ta còn khá là xa. Thì tại sao lại có như vậy? Thì như vậy chúng ta thấy là một trong cái thời điểm mà sau khi chúng ta có cái thỏa thuận Paris ấy, thì Mỹ là cái nước khởi đầu cho cái đấy và đàm phán rất là lớn, thì sau đó thì thay đổi cái chính sách của Hoa Kỳ, cho nên là Mỹ đã rút ra khỏi cái thỏa thuận Paris. Đấy là một trong cái trở ngại. Và có rất nhiều nước, hiện tại bây giờ có rất nhiều nước là đóng góp cho phát thải rất lớn. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, thời điểm 2019-20 bây giờ ấy, Trung Quốc vẫn phát thải khoảng độ 28% tổng lượng phát thải của toàn cầu. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì vẫn chưa có những cái cam kết gì mạnh mẽ. Các cái nước khác, ví dụ như Nga, Ấn Độ là một trong bốn cái nước mà đứng đầu về phát thải khí nhà kính thì cũng chưa có cam kết gì, thậm chí là Tổng thống Nga cũng không có kế hoạch đến cái COP26 tại Glasgow lần này. Và trong số những nước phát triển, công nghiệp phát triển thì hiện tại chỉ có Mỹ và châu Âu là có những cái cam kết rất mạnh mẽ. Đặc biệt là gần đây thì họ có một cái sáng kiến, tức là cái sáng kiến cắt giảm khí metan 30% so với năm 2020. Nói như thế để thấy rằng là cái cam kết của chúng ta để có thể giữ được cái nhiệt độ dưới 1,5 độ C hoặc dưới 2 độ C là một cái rất rất khó khăn nếu như các lãnh đạo của các nước, đặc biệt là các cái nền kinh tế phát triển không có những cái cam kết cụ thể và mạnh mẽ. Thì để đạt được cái mục tiêu này là một cái vấn đề rất là khó khăn. Và cái đấy thì cũng đã được rất nhiều các cái nhà lãnh đạo, kể cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo trước cái thềm hội nghị COP26 tại Glasgow, Anh. Như ông chia sẻ thì con người chính là nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng là trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu. Trong câu chuyện chúng tôi đề cập ở trên thì Madagascar dù chỉ tạo ra 0,01% lượng khí phát thải nhà kính, song hậu quả của nước này đang gánh chịu là vô cùng lớn. Mà nạn đói với hơn 1,4 triệu người dân nước này đang phải gánh chịu. Và thực tế thì nhiều người đã ví von như thế này, các nước giàu làm giàu còn các nước nghèo thì phải gánh nạn đói với thực tế là biến đổi khí hậu hiện nay ở trên thế giới. Và ông nghĩ như thế nào về những nhận định tôi vừa mới chia sẻ ở trên ạ? Quan điểm cá nhân tôi cái nhận định đấy hoàn toàn chính xác. Bởi vì như chúng ta đã biết, những cái nước như chúng ta ấy, thì những cái thời cái mà cái tổng lượng phát thải có những cái chất nó tồn tại là hàng trăm năm. Và cái mà nó tích lũy cộng dồn đến thời điểm hiện tại, nó tồn tại trong cái không khí không phải là ngày 1, ngày 2 vừa rồi nó mới phát thải ra, mà nó đã có từ cái thời kỳ sau cái thời kỳ tiền công nghiệp, và nhất là những cái nước phát triển.
Thì bây giờ những cái mà kể cả hiện tại bây giờ những nước công nghiệp phát triển như tôi điểm danh ấy, có 4 nước phát triển phát thải hàng đầu ấy, nó chiếm đến 55% tổng lượng phát thải. Trong khi đó 190 mấy nước còn lại chỉ chiếm có 45% thôi. Như vậy là các cái nước giàu thì lại giàu và những cái nước nghèo thì lại gánh hậu quả. Cho nên khi mà xử lý vấn đề về phát thải này, tôi nghĩ là cái trách nhiệm của các cái nước phát triển là một cái trách nhiệm, phải có những cái trách nhiệm nhất định. Bởi vì nếu không ấy, thì chúng ta lại dồn cái gánh nặng về giảm nhẹ phát thải và các cái tác động của nó đến cái những nước nghèo. Như vậy là họ bị tác động kép. Một là tác động chính ra cái hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Và thứ hai nữa, họ lại phải gánh cái trách nhiệm về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Thì trong cái quá trình đi trao đổi thì chúng tôi cũng đã nhấn mạnh cái này. Ví dụ như là Việt Nam chẳng hạn, về phát thải chủ yếu ở nông nghiệp là lĩnh vực là sản xuất lúa. Thì gần như là chúng ta, cái phát thải mà do cái quá trình sản xuất nó gây ra thì chúng ta cũng gần như đến tối tất cả những biện pháp chúng ta có thể đã làm được rồi. Cho nên bây giờ những cái người nông dân sản xuất nhỏ của chúng ta mà lại gánh thêm những cái chi phí để làm thế nào thực hiện các biện pháp giảm phát nhẹ thì thật là không công bằng. Và chúng tôi đề nghị là có những cái biện pháp, ví dụ như biện pháp khác, cái tiếp cận là có thể chúng ta mua những cái hàng hóa của người nông dân sản xuất mà người ta thực hiện các quy trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với cái giá nhất định nào đấy, mà cái trách nhiệm của người tiêu dùng ở những nước phát triển có thể là đấy là một cái phần để làm thế nào khuyến khích những cái người dân ở những nước nghèo, những cái nước đang phát triển đóng góp cho cái giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là các thảm họa khí hậu sẽ không đảo ngược được nếu như là các quốc gia không chung tay hành động để ngăn nhiệt độ toàn cầu không tăng thêm quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này. Và nếu không đạt được mục tiêu này thì nhân loại sẽ đối mặt với những cái thách thức cũng như là những cái hậu quả như thế nào? Đã có rất nhiều ý kiến. Trước kia thì ngay cả một số cái nước phát triển thì người ta cũng đặt nghi vấn là cái tác động của biến đổi khí hậu ấy, thì đó là cái ý tưởng của các cái nhà khoa học. Nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy rằng là điều ấy không phải. Chưa bao giờ mà ở các cái bang miền Nam vùng ấm của nước Mỹ lại trải qua một cái thời kỳ băng giá mà nó làm đình trệ toàn bộ cái hệ thống cung cấp nguyên nhiên liệu, hệ thống điện bị ngừng trệ. Và chưa bao giờ thì Canada, Bắc Mỹ và châu Âu lại nóng như năm nay. Ở Canada có những vùng nóng đến 40 độ, trên 40 độ. Và như vậy để chúng ta thấy là cái nếu chúng ta không đạt được cái mục tiêu giảm giữ cái nhiệt độ khoảng độ 1,5 độ C hoặc là ít nhất là dưới 2 độ C thì thực sự là chúng ta sẽ rất lấy lo lắng, bởi vì đây là thực sự là thảm họa. Chúng ta đã nhìn thấy những cái nhãn tiền có thể là những cái đồng bằng lớn như đồng bằng của chúng ta, của Bangladesh sẽ chìm ngập. Ví dụ như nếu cái nước biển dâng theo kịch bản phát triển trung bình thôi, phát thải trung bình thôi, thì cái đồng bằng sông Cửu Long là cái vựa lúa chính của chúng ta ấy, nó cũng khoảng ngập khoảng gần 40%. Thành phố Hồ Chí Minh có thể ngập đến khoảng độ 12%. Và cái thụt giảm về GDP của Việt Nam có thể thụt giảm từ đến khoảng hơn 10%, và 10 cho đến 12 triệu dân của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng của cái tác động của biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta nhân rộng ra trên phạm vi thế giới thì có thể có đến hàng trăm triệu, thậm chí hơn thế nữa, người sẽ cộng thêm vào những cái danh sách những người đang phải đối mặt với tình trạng đói kém và mất an ninh lương thực. Vâng, như ông vừa mới chia sẻ thì đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Và thưa ông là chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để cho chúng ta có thể chuyển đổi trong cái công tác làm nông nghiệp hay là canh tác để mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long này có thể thích ứng được với tình trạng biến đổi khí hậu nhưng mà vẫn tạo sinh kế và phát triển kinh tế ạ? Trước kia đồng bằng sông Cửu Long ấy là tập trung xung quanh cái sản xuất lúa, và bây giờ chúng ta đã chuyển đổi cái hệ thống và điều tiết nó dựa trên cái gọi là cái tính chất thủy văn của cái sông Mekong, và chúng ta sẽ lại có ưu tiên cái hệ thống canh tác ấy. Trước kia là xung quanh cây lúa thì bây giờ là thủy sản, trái cây và lúa. Như vậy là chúng ta đã có cái chuyển đổi linh hoạt, đặc biệt đấy là cái chuyển đổi theo hướng sinh thái, chuyển đổi theo cái hướng sản xuất bền vững, để chúng ta có thể vừa đáp ứng cái mục tiêu kép là sản xuất theo cái hướng carbon thấp xanh, tăng cường cái chế biến sâu, và để chúng ta có thể vừa đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng cái giá trị xuất khẩu và biến thành cái trung tâm sản xuất hàng lương thực thực phẩm an toàn, chất lượng và có trách nhiệm với biến đổi khí hậu của thế giới. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị, là 2 tỷ người trên thế giới có nguy cơ mất an ninh lương thực.
Các bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, dịch tả, sốt rét bùng phát trên quy mô lớn hơn trong nhiều thập niên trở lại đây. Đó đều là những thực tế hoàn toàn có thể xảy ra nếu mà thế giới không ngăn được bước tiến quá nhanh và mạnh của biến đổi khí hậu. Dù thống nhất mục tiêu hạn chế sự tăng nhiệt độ trái đất, song các nước thì vẫn đang loay hoay tìm hướng để hành động. Tuy nhiên không còn thời gian cho sự chần chừ. Năm 2021 là thời điểm quan trọng để tăng tốc hành động nhằm ngăn chặn những hậu quả thảm khốc do biến đổi khí hậu trước khi quá muộn. Và đến đây chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới tuần này xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Đại Nghĩa đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.